này chỉ mang tính chất vui vẻ, giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào đi ngược với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Và tiếp theo, trẻ em sẽ trở thành gì khi lớn lên? Người lớn. Thần. Ê, chị muốn trở thành thần quá à. Muốn lên trở thành thần. Mày đang sốc tu đánh đau quá à. Di chuyển liên tục, di chuyển liên tục. Tôi thấy mấy cái sốc tu chuẩn bị đánh xuống. Mấy cái sốc tu chuẩn bị đánh xuống. Mày phải đi. Có thấy chân bụng ông ấy cái gì không? Cái vết rạch này như kiểu là tấn công. Có khi em nghĩ chắc là ông này chỉ muốn vẽ ra để dọa mình thôi, chứ là sao ông ấy lại bị thương được, đúng không? Dọa thế nào thì chị không biết, nhưng mà chị không muốn học ở đây rồi nha, biết sao không? Tại vì nhìn ông ấy nhìn cái mặt cười như thế này nè, đang cười đó, nhưng mà chị không chắc, chị không chắc nếu mà ông ấy sử dụng mấy cái đuôi này, ông ấy túm bọn mình, sau đó ông ấy quẳng nhà rồi, chưa kể còn không cho phép được rời khỏi đây, không bao giờ có chuyện đấy nha, không bao giờ. Kể cả có học bán chú thì cũng đi coi một ngày thôi mà, sau đến tối vẫn về mà, nên là thôi chị chạy đây, chị tìm cách chạy ra đây, em làm gì làm nha, xin biết ở đây, xin biết ở nha. Ủa, về là học xong đâu? Rồi phải đi về chứ, trời ơi học xong rồi đi về đi, trời tối rồi kìa, nhìn ra ngoài trời không, trời tối rồi đó. Giờ khỏi đây. Ấy sao chị nhảy lên mãi kiểu vậy, chân dài làm gì vậy, chân dài quá ha. Xin lỗi, chân dài để như vậy. Ủa gì vậy? Mr. Weekly Enoch Light, Mr. Smiley. Biết Mr. Smiley là ai không? Đó là thầy cười. Trời ơi, thầy cười là ông nói chung là ông Weekly cũng thích ông, cười. Ok. Đúng rồi. Rồi bây giờ là ông Bạch cười. Thích ông cười rồi đó. Khoan, hẳn là hai thầy ghét nhau hả? Thì ghê vậy. Hai thầy ghét nhau. Cái này đi đâu vậy? À đây có mũi tên đi. Đi thôi, đi theo cái mũi tên này là an toàn. Ok. Hay cả. Đường về nhà nó cực như này luôn hả? Chị không biết nữa, đường về nhà của nhà mình như thế nào chứ. Đường về nhà chị đâu có như thế này đâu. Cái này như kiểu mình đang tìm cách để trốn thoát khỏi đây chứ làm gì. Tại vì ông thầy Whitney này đâu có cho bọn mình đi ra ngoài đâu. Ông bắt bọn mình ở lại mà, trường mà, nên là bây giờ bọn mình đang phải tìm cách để ra ngoài. Từ từ, be careful, hãy cẩn thận. Ông Whitney rất là thông minh. Ok. Theo mình biết là ông lắc lơ rất thông minh này mọi người. Thông minh dữ trời, để đủ lava. Đây là axit chứ, đây là axit nữa. Trời ơi, sao trong trường học lại có axit vậy? Hay đấy. Hình như đây là lớp ông ấy đúng không? Ông ấy biến mất rồi. Ôi, ông đi tìm ai đi đâu mất tiêu rồi? Hay là ông đã đi tìm bọn mình? Đấy, chạy nhanh. Ông đâu có cho phép bọn mình rời đâu, bọn mình rời đi là ông sẽ đi tìm bọn mình, xong rồi ông làm gì thì ai biết được. Nhanh nha sếp, sếp ơi. Mr. Smiley nè chị ơi, đây rồi, ông đây nè. Đâu? Ông thầy Smiley. Khoan. À mascot, đây chỉ là trường mascot thôi. À đây là chỉ là cái mascot thôi. Trời hết hồn. Cái áo thôi, cái áo. Em làm chị còn tưởng là ông Weekly không thích ông Smile nữa, nên là ông Weekly cho thầy Smile vào trong đấy luôn. Ê, có cái camera kìa, cẩn thận. Camera. Chắc không thấy mình đâu, chắc không thấy mình đâu. Trời ơi, mình đứng từ lúc 3 người vậy. Nhảy qua. Không thấy. Ở đây là cái sắc. Gì đây? Bạn đã sẵn sàng để đi đến trường
ông ôi ông tìm ông kìa. Thầy ơi là như thế này, là em đi vệ sinh. Em đi vệ sinh sau hai bạn này bảy đi theo em. Chứ em không hề trốn học, em không hề muốn đi về. Đúng không thầy? Đó, thầy đồng ý là thầy gờ. Đó, rồi là thầy nặng là thầy đồng ý nha. Phải tìm cái nút để có thể thoát khỏi chỗ này. Tìm cái nút đã. Đây thầy cho em bắt tay nha thầy. Đó, thầy cho em bắt tay là thầy đồng ý rồi đúng không? Em cảm ơn nha. Thầy sợ quá. Tìm cái nút đâu vậy? Ở đâu vậy? Cái mũi tên nè. Ôi, nút ở đây nè. Ôi, có nút. Có đường đi rồi, có đường đi rồi. Đây bạn ơi. Thầy đi vệ sinh xíu em. Đi sân không về nhà nha, vệ sinh là nhà em nha chị. Nhà vệ sinh là nhà em hả? Là vậy luôn hả? Trời ơi, mình đã bị teo nhỏ rồi mọi người. Ây dạ, đây, chị không biết nữa, chị cũng không biết đây là đâu nữa. Đây là một nơi acid và sách và acid. Trời ơi trời, sao em thấy cái cuộc mà đi học ông thầy này sao bất lực chứ vậy? Trời ơi, cái này đi học đâu mà xong đây là đi về kiểu này hơi kỳ lạ nha. Đi xuống dưới này thì phải, xuống dưới này. Ờ đúng rồi, ở lưu điểm hồi sinh nè. Từ thầy có vẻ hình như là hay là thầy phát hiện bọn mình rồi. Thầy phát hiện rồi sao á, nên là thầy đang dùng những cái xúc tu, những cái tay của thầy để quýnh bọn mình đúng không? Em sao nữa, cẩn thận nha. Ông nghĩ lúc lắc rồi là hơi bị đáng sợ nha. Sao thầy cho la dữ vậy? Cái gì bị rớt thay vậy? Tại vì thầy cho chị đi rồi em ạ. Đúng quá à, đi từ từ thôi, chị tham lam quá đó. Trời ơi, đây, chị đi một đường thẳng ngay nhìn ra. Đó, chị đi đến đâu mà thầy mọc tay lùi đến đấy nè. Thôi chị đùa. Tiếp theo mà mình sẽ đến con kéo hả? Ui, mấy cái kéo tập này, mấy cái kéo này bình thường không sắc nha. Nhưng mà chị không nghĩ ở đây là nó không sắc đôi mà. Kéo này nó sẽ khá là nguy hiểm. Cái này mình cắt làm đôi luôn mọi người. Trời, cẩn thận nha. Một rừng trông gai bút chì. Trời ơi, đúng rồi. Bút chì mà gọt nặng quá là rất là đau nha. Nên là mọi người cẩn thận đừng gọt bút chì quá nhỏ nha. Nhìn đẹp dữ vậy. Wow. Ê, cái này đẹp nha. Ê, đẹp thật nha. Ôi, cái mặt trời nó còn xoay rồi mọi người. Thấy chưa? Tôi cảm giác cái chỗ này đẹp nhưng mà cảm giác nó không an toàn lắm mọi người. Ê, mọi người có thấy nó cứ tối tối như thế nào? Mặc dù đây là một nơi có màu sắc rất là đẹp, nhưng mà chị cảm giác nó cứ tối tối nào á. Cảm giác nó không an toàn nha. Trời, mình đang bị bắt trong này mà an toàn chỗ nào? Thôi, cứ phải xuống đi. Rồi, okay. Ngay bây giờ hãy chơi một trò chơi tìm ba hình ảnh và đặt hình ảnh lên trên một cái kết quả hả? Tức là bây giờ bọn mình đang phải tìm một cái hình ảnh, ba hình ảnh. Ê, hình ảnh hả? Ê, chị có một cái hình tam giác, chị có hình tam giác ở trong đây này. Trời ơi, thế này thì dễ. Mọi người nhìn xem là còn chỗ nào có cái kiểu mũi tên nữa không? Còn cái mũi tên nữa. Đây em thấy nó có mũi tên mà không biết chị đây nó chị nè. Đâu? Chị với mấy cái hộp này vẫn biết làm sao nè. Đi lên đây thử coi. Lên ngôi nhà. Ở đâu? Này mình lấy rồi. Đây, chị nghĩ rồi. Không bao giờ tự nhiên nó có thiết kế như này, chắc chắn là nó sẽ ở trên cao. Như thế. Cao hả? Chị nghĩ là nó sẽ ở trên cao, đúng không? Em rất là chạy nhiều chỗ khác nè. Hả chúng ta, trời ơi sao cái này nguy hiểm như vậy? Thế, mọi người cứ chia nhau ra tìm nha. Có hai mũi tên nó đi vào cái chỗ này. Đúng ha. Đây kìa. Trên này đúng rồi. Trời ơi. Ủa, chơi hả? Chị đi đâu vậy? My god, ở đây có thể nhìn được ra tí đằng xa kia là mọi người. Trên nhìn cao nó đẹp quá mà anh ông trời. Ở trên này này rồi đi qua bên kia xin, quả cầu. Ok, đã phát hiện ra. Chúng ta có ba quả cầu rồi, bây giờ chúng ta xuống nè. Rồi. Rồi, bây giờ đặt ba cái quả cầu này vào trong thì chúng ta sẽ có lớp học. Cái gì đi học lại vậy? Trời ơi, thoát khỏi cái này cho gì học? Chúng ta đang muốn thoát khỏi lớp học mà sao bây giờ lại quay trở về lớp học? Thôi mà kêu gì đây vậy? Tính ra gì vậy? Ủa là giữ chưa? Là về nhà giữ chưa? Là trốn học giữ chưa? Là đi vệ sinh giữ chưa? Ông thầy lúc nãy kìa. Ông thầy đã đến giờ học. Bạn có 5 câu hỏi, trả lời
lời bằng một từ hoặc một số, bạn có 3 cơ hội. Chỉ có 3 cơ hội thôi hả? Và mình có 3 mạng sống đó. Câu hỏi bằng một từ hoặc một số. Tiếp tục 3 cộng 4. Cái gì mà nó dễ thôi. Trời, 3 cộng 4 là mấy xem? Đầu tiên 4 cộng 3 à, lộn, 3 cộng 4. 3 cộng 4 là 7. Trời, đúng rồi, chính xác. 3 cộng 4 là 7. Rồi, câu hỏi tiếp theo 10 trừ 8, đơn giản quá. Sammy ơi, chị ơi, số 2 chị ơi, quá dễ. Em rồi, chính xác rồi. Câu cuối cùng. Trẻ em đi đâu để học? Cái đấy cần hỏi trời không? Trời ơi, cái này dễ quá, có cái chỗ học từ đó luôn các bạn. Bây giờ mình có cái chỗ làm mà về nhà được không? Trẻ em đi đâu để học? Mình về nhà học được không? Em không muốn học ở trường đúng không ạ? Nhưng mà ở đây chắc chắn không phải là nha sĩ, cũng không thể là nhân chơi. Đáp án chỉ có thể là trường học thôi. Chính xác. Mày lên. Ủa sao lại câu số 4? Có 3 câu thôi mà. 6 câu, 5 câu làm chị ơi. Con người sống trên hành tinh nào? Cái đấy cần nói. Nó có ai muốn sống ở trên mặt trời không? Em muốn sống trên mặt trời không ạ? Em muốn sống trên mặt trời để thành đứa con của lửa. Chị tưởng Pluto là tên của một bạn cún chứ ạ? Ai biết đâu. Ai biết không? Nhưng mà ơi, bây giờ chúng ta chọn trái đất đi. Tại vì Pluto nó không phải mặt trời. Có ai muốn trên đấy không? Chưa kịp lên đã bị cháy rồi á mọi người. Đây chỉ có thể là trái đất thôi. Chính xác. Đáp tiếp theo, trẻ em sẽ trở thành gì khi lớn lên? Người lớn. Thần. Ê, chị muốn trở thành thần quá à. Muốn lên trở thành thần. Taco là gì? Cái này nó phải bánh taco. Nó là phải bánh taco đúng không ta? Đấy, em muốn chọn em trở thành cái bánh á. Bánh taco hả? Em thú vị quá vậy. Bánh taco dễ thương nhá. Nhưng mà đừng có chọn nha. Trả lời sai đó. Chắc chắn lớn lên sẽ thành người lớn. Trời ơi. Bạn đã tốt nghiệp, bạn không còn là một đứa trẻ nữa mà chúng ta đã trở thành người lớn rồi hả? Yeah. Mà tính ra nha, đầu game á nhìn tụi mình như mấy rồi là mấy anh chị luôn chứ đâu có giống em bé đâu. Cái này như kiểu là bọn mình học cấp 3 luôn rồi, học đại học đến nơi rồi đó chứ không phải là cấp 3 đâu. Nếu bọn mình trở thành người lớn thì bọn mình được phép ra ngoài, ra khỏi trường mà đúng không? Đúng không? Ủa? Bây giờ con người vì sao vậy? Chị hiểu rồi em ơi. Trong trường học lúc nãy em thấy yên bình không? Cảm giác yên bình không? Mình được bảo vệ không? Mọi người không được bảo vệ lắm. Nhưng mà đây chính là tại sao bão táp của ngoài đời đó. Khi các bạn lớn lên, các bạn không còn ở trong trường học nữa thì chúng ta sẽ phải làm việc đối mặt với những stress các thứ đó. Thì trời ơi, không thích làm người lớn rồi. Em muốn trở về trường học chị ơi, muốn về trường học. Em không phải, nhưng mà cái này là sự thật nha. Đó chính là mình cũng muốn trở về trường học á, mình cũng không muốn làm người lớn đâu, nhưng mà mình chót lớn rồi, mình lỡ lớn rồi đó, mình đi tiếp rồi. Lỡ lớn rồi. Không thể nào mà làm con nít được nữa bạn ơi. Em muốn làm con nít. Hay, đúng rồi, chị cũng muốn làm con nít. Ê mọi người, mọi người ở đâu? Ủa? Hi you. Đây. Cái giấy bay này xin sao rồi? Trời, sao bọn em rớt đây vậy? Tụi em bị rớt chị ơi, okay. Làm lớn khó lắm. Ai? Rồi ok, đúng vậy, làm người lớn rất là khó. Nên là khi mà các bạn còn đang ngồi trên ghế nhà trường nha, đề nghị là học hành đầy đủ cho tôi. Bạn nào mà không học hành đầy đủ ha là tôi quýnh đòn nha. Không, là bị ông lúc lắc bắt cóc luôn đó. Trời đúng ơi. Đúng không ạ? Sao vậy? Để cho mình chị đó, không chịu học hành, không lo học bài hết trơn, bị ông lúc lắc bắt cóc nè. Đúng rồi, không chịu học hành là sẽ bị ông lúc lắc bắt cóc, nên là hãy nhớ học hành nha mọi người. Rồi ok, chạy sang đây. Cái này là cái gì đây trời? Cái tivi. Giấy tờ. Cái chỗ này là cái ngoài đời, giống ngoài đời đi làm văn phòng đó chị. Cái này hơi đáng sợ. Ok, nhảy sang đây. Hay. Ok. Ôi mẹ, may là có cái đường chỉ dẫn nha, không có đường chỉ dẫn là hết rồi á. Ok, đi. Rồi, đi thôi. Ê, sau khi chúng ta đi qua trong dông bão của cuộc đời thì chúng ta đến một cái dông bão khác, nhưng chẳng qua nó là cái đường nó bồng bồng thôi chứ không có đẹp. Đây là về gì ta, những gì bài báo hả? Cẩn thận nha. Vòng rất là đẹp đẽ như thế này mà em thất bại là sao vậy em? Mình cố lên được không? Em bị sếp la chị ơi. Em bị sếp la. Đây là khi mà em quay video nhưng mà bị Việt la này. Đó. Rồi đó, quay video mà không cẩn thận là bị Việt la đó. Đó, rồi ok. Rồi đi lên. Thấy không? Lên cái đường đi xin đi cái một là đến luôn rồi này. Đó, sang. Ok.
có cái gì đó nè. Oh my god. Khi làm mà sau khi chúng ta trải qua dốc bão của cuộc đời thì chúng ta nani thất bại. Mr. Winglet to exist. Cái gì mà cái không phải tiêu diệt ông lúc lắc để thoát khỏi đây. Tiêu diệt defeat. Không, chỉ tưởng defeat là thất bại. Defeat. Defeat nó cũng là gọi là nó là tiêu diệt, nó cứ nghĩa trong cái trời là tiêu diệt. Ok. Nhưng mà cái từ thất bại là cũng không sai đúng không? Nó không nghĩa là thất bại. Đúng rồi. Defeat. Nhưng mà trong trường hợp này không thì quá lắm. Tụi cái gì vậy? Cái gì vậy? What? Gì vậy? Em nghe tiếng động. Em nghe tiếng cống. Ôi, cũng nghe thấy, chị cũng thấy. Ôi, ôi. Wow. Ủa, quay nữa rồi. Quay cho em biết là đi ra ngoài đời em gặp con này nữa. Chị cũng không biết ra ngoài đời mình gặp con này đâu. Rồi mày quá mình cũng biết. Mọi người bắt ông đâu đó. Bởi vì em đã hoàn thành. Ghê hả? Xem mê tiêu diệt được ông ấy. Thôi ông bạch tuộc này đi. Mệt quá. Và ông bạch tuộc lại tiếp tục xuất hiện lại trước mặt tôi. Và bây giờ tôi lại phải tiêu diệt ông này. Đánh đá. Cố lên chị ơi. Cố lên. Yes. Ông nằm xuống thôi. Chị hay quá. Cửa đứng mở rồi nè. Trời ơi, mọi người thấy tôi nhảy đẹp không? Trời ơi, nhảy đẹp quá trời. Quá trời. Tiêu diệt xong ông lúc lắc là mình mới quậy. Cái này xuất sắc nha, cái này tôi nhảy xuất sắc cho mọi người đó. Rồi bây giờ chúng ta cùng đến với về nhà thôi mọi người. Đi được không đấy? Sao thấy khó khó? Sao đi trước đi? Được. Ok. Cái chị Nguyên chị bắt em đi trước vậy. Chị không? Không, tại vì cái này màu đen mà em màu đen thì nó hợp. Đó. Cái gì đây? Nút gì đây? Từ từ bình tĩnh, mọi người bình tĩnh. Mọi người bình tĩnh. Sao chị thấy nó không an toàn lắm đấy? Nó màu đỏ nha. Nó màu đỏ đó mọi người. Giờ nó lấy đỏ nhất. Tâm ui, vô nhấn nhanh. Vô nhấn đi. Ủa em? Sao chị thấy cái tóc chị nó giống cái này vậy? Lấy quay lại cái mặt của mọi người. Thôi mọi người, để đây cho chị. Chị sẽ làm. Ủa là cái này thằng máy thôi mà chứ có gì đâu mấy má. Chị xuống. Ủa? Chưa thoát à? Trời ơi, chưa thoát nữa trời. Ủa vô đây mình làm gì đây? Làm ngày mới à? Lần sau ông Wicklet. Sao nó lên rồi? Mình phải chạy xuống. Mọi người, mình phải chạy xuống. Trời ơi. Rồi, chị làm giật mình đó chị. Trời ơi. Trời ơi, hấp hồ. Tự nhiên thằng máy đóng cửa chạy vô. Cái tự nhiên bà sợ ngang vậy đó. Xin lỗi. Thằng máy mà tôi tưởng là bà gì ta, bà bị gì. Xin lỗi, chị vô chi. Xin lỗi rồi. Rất là vô chơi nha. Thà mình đi qua được chưa? Cái gì đấy, cái cướng gì đây? Cướng gì? Từ hướng chỉ này. Ủa trời ơi, từ làm văn phòng mình làm shipper hả? Thấy cái gì vậy? Rồi, nhưng mình qua đây là mình thoát thử chưa? Là mình về nhà thử chưa? Trời ơi, lại chui cống quá trời ơi. Wow, thật là thú vị, làm sao? Chúng ta vẫn chưa thoát. Ê, ôi, chạy ra mọi người, làm sao kìa? Thầy bắt mắt tụi con làm gì thầy đâu? Thầy không thầy kia, ông thầy không thầy. Biến mất rồi, chắc là thầy. Ê, về nhà đi coi. Đáng sợ thật nha, trời. Lúc nãy bình thường, theo lý thuyết đi ha, là tiêu diệt được quái vật thì chúng ta có thể thoát ra được. Nhưng không, lần này không như vậy tiêu diệt được. Nhưng bạn chưa thoát ra được đâu, bạn vẫn bị đuổi một lần nữa, đáng sợ quá à. Vậy là hai ông này giả bộ ghét nhau thôi, thật ra ông này là cơ cấu với nhau hết. Đúng, hai ông này là đi theo nhau này đó. Hai ông kia giả vờ thả mình. Còn ông này suýt bắt, nhưng mà ai ở đâu, bọn mình thông minh. Đó, chân mình giả dài. Giả bộ ghét nhau để chân bắt mình tụi mình trở lại mấy bạn. Đúng ơi. Rồi, mình chạy quá là nhanh luôn rồi. Ok, vậy là ca mùi đã thoát được khỏi ông thầy Winnet rồi mọi người. Yeah. Còn ông thầy Smile thì ai biết đâu. Ok, và các bạn ơi, và video của các bạn đến là kết thúc rồi nè. Nếu các bạn thấy thích này thì các bạn đừng quên cho mình một like.
mà chào cái gì ta. Bây giờ các bạn rất là nhiều, bye bye.